があのジョンソンになりましてで合弁会社だったんで、まあ、工場をちょっと中国に移した、はい、移しました。はい chiếc ghế massage lướt và đây là những chiếc ghế massage mới đập hộp rất nhiều anh chị em không hiểu được ghế massage nội địa nhật hàng lướt nó là như thế nào có thể những anh em đã mua hàng nội địa nhật rồi chơi hàng nội địa nhật rồi thì hiểu rất rõ tuy nhiên có những anh chị em lần đầu tiên muốn mua những cái sản phẩm nội địa nhật này thì cảm thấy rất là bỡ ngỡ và không biết là cái ghế lướt này nó như thế nào? À, có nhiều anh em thì lên ghế lên cái website của shop xem giá thì vẫn cứ nghĩ là những cái mẫu mà hai ba mươi triệu à, nó lại là hàng mới nhưng mà thực tế đấy là những cái hàng lướt hết mọi người nhá. Những cái hàng mới đây mới đây mới lúc nào cũng có sẵn cho mọi người luôn. thì giá bao giờ nó cũng trên một trăm triệu, à, nó còn khá là đắt. À, chính vì như vậy nên là nhiều uh, anh chị em sẽ lựa chọn cái việc là mua hàng lướt Đấy, hàng lướt đã qua sử dụng uh, lướt ở bên nhật rồi uh, để làm sao để mình uh, tiết kiệm được một cái khoản chi phí rất là lớn uh, nhưng mà mình vẫn sở hữu được một cái ghế massage cực kỳ chất lượng đến từ nhật bản uh, nó vẫn đảm bảo được cái uh, cái công năng sử dụng và cái độ bền cũng như là cái hiệu quả massage liệu cho những cái người thường xuyên bị đau lưng xương khớp, đau vai gáy, đau chân tay vân vân. À, vậy thì cái ghế massage lướt thì nó có cái gì nó khác với những ghế khác nó như thế nào? thì để shop nó giải thích cho mọi người, à, ghế massage ở Nhật đấy thì nó là một cái sản phẩm mà rất là phổ thông và thông dụng ở thị trường Nhật Bản thì nó sẽ được phân chia ra thành nhiều loại ví dụ như thế này đầu tiên thì nó sẽ là những cái sản phẩm mới đập hộp như thế này Đấy, nguyên thùng như thế này đó là cái đầu tiên à, thứ hai là đến các cái sản phẩm à, ghế massage hàng trưng bày thì những cái hàng trưng bày cũng được coi là hàng lướt hàng trưng bày thì có thể nó là những cái hàng à, À, trưng bày ở siêu thị hoặc là ở những cái nơi à, giới thiệu sản phẩm à, khi mà người ta trưng bày, người ta giới thiệu sản phẩm à, được một thời thời gian thì à, người ta sẽ bán, à, người ta sẽ bán đi, à, người ta sẽ bán đấu giá và khi bán đấu giá thì nó có hai dạng một là bán đấu giá online, hai là bán đấu giá offline à, bán đấu giá uh, offline thì à, người ta sẽ bán ở một cái đấu giá ở một cái khu vực nhỏ còn bán đấu giá online thì người ta à, đấu giá không những là toàn quốc mà đấu giá à, cả quốc tế luôn à, chính vì như thế để sở hữu được một cái sản phẩm ghế đẹp lướt đẹp à, thì à, không hề dễ dàng một chút nào à, đây là một trong những cái rào cản mà khiến cho cái cái ghế massage nội địa nhật ở thị trường việt nam nó rất là khan hiếm nó không có nhiều khi mà mua để đấu giá được một cái ghế này thì nhất định chúng ta phải đấu giá với nhiều người và mình sẽ trả giá với một cái mức giá nó cao hơn đơn giản như kiểu ở việt nam chúng ta đi mua đất cát chẳng hạn đấy chúng ta phải đến những trung tâm đấu giá chúng ta đấu thì khi mà để mua được một cái miếng đất đẹp chẳng hạn Đấy, thì chúng ta cũng phải trả giá nó cao hơn người khác Đấy, thì mới trúng được Đấy, thì cái dạng thứ nhất là hàng đập hộp này Dạng thứ hai, nó là hàng trưng bày ở siêu thị Hết thời gian trưng bày, người ta sẽ bán Và cái loại thứ ba, đó là những cái hàng có thể nó tồn kho của các cái công ty đấy, hoặc là một số cửa hàng đấy người ta cũng bán và cái loại uh, thứ tư đó là những cái sản phẩm mà có thể người dân người ta dùng uh, tức là khi một cái mẫu mới ra đấy, thì người ta uh, thay đổi người ta uh, mua cái mẫu đời cao nhất và sau đó người ta bán những cái mẫu đời thấp hơn này đi À, bằng cái hình thức là à, bán đấu giá à, và cũng có thể là một số à, các bác ở bên nhật à, khi người ta đi công tác xa người ta cũng sắm lấy một cái để à, sử dụng trong quá trình công tác và hết thời gian công tác người ta cũng à, lại bán à, vậy thì à, cái hàng lướt đấy thì mình có thể được coi là đó là những cái hàng À, đã qua sử dụng nhưng mà nó sử dụng rất ít, sử dụng rất ít và cái tình trạng ghế nó còn mới, còn đẹp như thế này, mọi người như trước mắt mọi người đang xem. Đấy, đây là những cái ghế hàng lướt còn rất là đẹp, rất là mới. Đó. Và sau cái hàng lướt này thì nó sẽ là đến những cái ghế mà nó dùng nhiều hơn, tức là những cái ghế của dân người ta dùng với cái tần suất nhiều mức độ nhiều hoặc là một số ghế người ta có thể là làm dịch vụ ở bên nhật làm dịch vụ và những cái ghế đó mà nó dùng nhiều rồi hoặc là nó có sự cố nó phát sinh rồi thì người ta sẽ quăng ra bãi người ta sẽ quăng ra bãi và những cái ghế đó nếu như mà chuyển về việt nam thì nó sẽ ở dạng hàng bãi và khi nó là hàng bãi thì giá nó rẻ hơn cái hàng lướt Đấy, cái hàng lướt hàng mua đấu giá này rất là nhiều nó rẻ hơn rất nhiều cái hàng bãi đã qua sử dụng nhiều hơn thì mọi người cứ so sánh như là với một cái xe ô tô cũng vậy thôi nếu như chúng ta mua một cái xe ô tô của cái người công chức, người ta đi rất là ít à, sáng đến cơ quan chiều về chẳng hạn, đấy đi rất là ít à, thì nó khác hoàn toàn với một cái chiếc ô tô mà người ta chạy grab à, hoặc là người, người ta chạy xe ghép hoặc là người ta chạy dịch vụ à, hoặc cho thuê, đấy thì những cái xe đấy chạy rất nhiều chạy nát bét ra rồi à, thì À, những cái ghế mà dùng quá nhiều rồi thì cái tỷ lệ à, phát sinh ra lỗi nó cao hơn cái khấu hao nó còn ít hơn à, ví dụ như cái mẫu hàng lướt như thế này thì thường thì nó cái phần trăm còn lại thường là nó, nó sẽ còn khoảng độ từ 95% trở lên à, còn những cái hàng bãi thì nó sẽ còn khoảng độ à, 50 cho đến tầm à, 90 phần à, 50 ví dụ à, mua hàng bãi thì à, ăn may thì nó sẽ được một cái còn khá là ngon còn không thì đa số là những cái nó dùng nó quá nhiều rồi dùng quá nhiều thì mọi người biết là nó sẽ hao mòn đi nó hao mòn đi thì có một số đơn vị thì ở việt nam thì người ta sẽ lấy cái hàng bãi về người ta dựng lại một cái con ghế tức là người ta sẽ may vá lại theo thù lại hoặc là hỏng thì người ta sẽ sửa lại tút tát lại chẳng hạn đó thế thì người ta sẽ uh, bán uh, với một cái mức giá nó rẻ hơn uh, tuy nhiên thì shop vẫn khuyến khích mọi người là không lên ham cái hàng rẻ đó uh, rất nhiều anh chị em uh, chơi đồ nhật uh, biết rồi thì khi mua thì uh, ham đồ rẻ mà về không dùng được thì nó sẽ thành đắt chính vì như thế để mà mua thì chúng ta lên uh, mua những cái hàng uh, lướt hàng đấu giá đẹp như thế này thì cái mức độ mới của nó thì nó sẽ còn khoảng độ 95 trở lên 95 trở lên và dùng rất là ổn định những cái mẫu này cũng không những là mình phải mua đấu giá với người Nhật mà thậm chí mình còn phải mua đấu giá với cả các nước khác nữa những cái nước mà À, Trung Quốc Ấn Độ à, hoặc là các nước khác vân vân thì người ta cũng mua của Nhật à, khá là nhiều Đấy. các nước khác họ cũng mua về họ à, sử dụng bởi vì là cái hàng của Nhật thì à, mọi người biết rồi ấy, cái à, mức độ tin tưởng nó rất là cao hàng chất lượng bền bỉ à, mà mua hàng lướt này mình sẽ sở hữu được một cái ghế mức, mức giá rất là phải chăng à, ví dụ à, những cái À, ghế mà lướt như thế này Mọi người nhìn nó rất là đẹp này Nhưng mà nó Giá nó chỉ bằng một nửa Những cái ghế à, Mới đập hộp này thôi Đó Đấy Nó giá chỉ có một nửa thôi Đấy, thì à, Nhiều anh em nghĩ là à, Shop bán cái này Thì nó không có hàng mới Đấy, thì à, Cũng chia sẻ mọi người là Hàng mới shop đều có hết Đây Kể cả những cái Mẫu này Đấy Hàng mới Đập hộp nhá Hàng chính ngạch hẳn hoi thì khi mà về thì hàng chủ yếu khách là sẽ sẽ hướng tới những cái sản phẩm hàng lướt để tiết kiệm cái chi phí và nó phù hợp với cái tình hình tài chính của nhiều người ở Việt Nam hơn nên là đa số các bác anh chị em sẽ lựa chọn cái hàng lướt còn tuy nhiên cũng có nhiều anh chị em có điều kiện tài chính có và À, cũng tâm lý là không thích à, dùng hàng nước Đấy, Và thích cái hàng à, mới đập hộp Thì à, à, các, các bác anh chị sẽ lựa chọn là cái hàng đập hộp à, Ví dụ như, à, bản mới nhất của Fuji giờ là 2002 Còn bản mới nhất của Panasonic bây giờ là má 120 à, Nhiều anh em hỏi là có cái à, mẫu nào mới mà nó khoảng độ à, à, 450 triệu không? Thì thường là sẽ không có Bởi vì ghế... Của Panasonic này Mấy của Fuji hoặc là Inada thì, thì thường mỗi năm họ sẽ ra à, Một mã à, Và nó có sẽ à, Ví dụ à, năm nay Nó ra Panasonic MA120 Thì cái bản trước đó Ví dụ như là Panasonic MA103 Thì họ sẽ dừng sản xuất Và nếu như chúng ta muốn mua những cái bản trước Mà Còn mới nguyên hộp ấy Thì chúng ta chỉ còn những cái hàng à, ở dạng tồn kho thôi chứ mình không còn chứ không không còn cái hàng mới ở bên Nhật nữa Đấy, cứ bản mới ra thì người ta sẽ tập trung uh, người ta bán những hàng uh, bản đời mới nhất Đấy, và thường thì uh, cái ghế của Nhật này thì sẽ không có những cái hàng rẻ thường nó sẽ không có cái hàng rẻ nó không như hàng của Trung Quốc chúng ta thấy ở trên thị trường thì nó có loại 5 7 triệu 10 triệu 15 triệu 20 triệu Đấy, thậm chí là trăm triệu hai trăm triệu Đấy, thì uh, phân khúc nào cũng có hàng mới cứng uh, đập hộp luôn. Đấy. còn hàng nhật này thì mọi người muốn sở hữu được một cái ghế đập hộp thì chúng ta phải bỏ ra với cái cái mức uh, tiền nó khá là cao Đấy, nên là uh, để mà sở hữu được hàng đập hộp thì chúng ta phải bỏ ra cái số tiền nó thường là nó sẽ phải trên trên 100 triệu chứ không uh, À, có dưới nhưng mà nó khá là ít, Nó khá là ít thôi. À, nó chỉ có một vài cái phân khúc bình dân thì à, nó nó cũng có nhưng mà thường là sẽ không nhiều. À, ở đây thường, những cái mẫu này, này là đều là những cái mẫu à, cao cấp, mẫu cao cấp và, và những năm nó sản xuất nó trước đó một, một vài năm. À, có anh chị em thì à, cho rằng là cái hàng ghế à, ví dụ như sản xuất khoảng độ 2015 năm 16 17 chẳng hạn thì anh chị cho rằng là gần chục năm rồi thì cái tuổi thọ nó không còn nhiều nữa nên là rất có thể nó sẽ chóng hỏng hoặc là về nó sẽ bị lỗi chẳng hạn thì cũng phải chia sẻ với anh chị em luôn những cái ghế của Nhật như thế này nếu như mà chúng ta mua ở cái năm sản xuất nó khoảng độ từ 10 mười năm hất trở lại đây thì sẽ được coi là đời cao Còn 2015 hất về trước thì nó sẽ được coi là đời thấp à, Vậy thì à, những cái đời như thế à, Gần chúng năm như thế thì nó có hỏng hay không Thì đầu tiên ấy, thì cũng phải nói mọi người là à, Thứ nhất là những cái hàng này Mặc dù đời nó có thể à, 7-8 năm Hoặc 5-6 năm Nhưng mà những cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm hàng lướt Đấy, Phải nhấn mạnh mọi người là nó là hàng lướt À, hàng lướt nhá mọi người nhá à, hàng dùng rất là ít ở bên nhật là cái thứ nhất và cái thứ hai là những cái công nghệ của nó đi trước thế giới à, thậm chí có hàng trăm năm à, nên là à, những cái sản phẩm của trung quốc bây giờ nhá à, thì à, thường là sẽ à, học theo nhái theo nhưng mà không nhái được cái công nghệ và cái lập trình của ghế Đấy, cái cốt của ghế là không nhái được họ có thể nhái được cái cái khuôn mẫu này cái khuôn mẫu nhưng mà cái công nghệ cái lập trình thì sẽ không thể nào mà sao chép hoặc là nhái được vì cái lập trình của con ghế này người ta mã hóa hết rồi Đấy, nên là các cái công ty của Trung Quốc họ không nhái được nên là họ sẽ làm theo một cái cái form riêng của họ và cái lập trình của Trung Quốc thì nó nó đơn giản hơn rất nhiều và À, khi mọi người làm mọi người sẽ cảm nhận được ngay à, cái cái ghế của chú quốc ngồi vào nó cứ kiểu nó cứ đơ 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 kiểu gì ấy, và nó nó bóp kiểu nó không sâu và nó không đúng huyệt và cái độ chính xác nó không cao đồng thời là cái cái giò cơ thể nó cũng không có à, nó không có luôn à, cái lập trình của ghế nhật thì nó lại là một cái kiểu lập trình cực kỳ là chưa sâu và tỉ mỉ à, cái người nhật người ta khi một, ra một cái sản phẩm mọi người thấy là người ta không quá chú trọng đến cái phần hình thức và thường là người ta sẽ chú trọng đến cái cái tính năng cái hiệu quả cái tác dụng chứ người ta không chú trọng nhiều đến cái hình thức cùng với cái số tiền mọi người bỏ ra nếu như chúng ta mua một cái ghế trung quốc thì chúng ta sẽ được một cái ghế nó đẹp như là phi thuyền bóng bẩy nhựa sáng loáng đèn đóm nhạc nhẽo loa bluetooth sạc điện thoại À, điều khiển giọng nói vân vân và mây mây rất nhiều thứ nhưng ghế nhật mọi người thấy này à, không có loa nghe nhạc cũng không có bờ bluetooth không có wifi không có sạc không à, có giọng nói không có một cái gì hết à, những cái phù phiếm đó những cái mà à, gọi là người ta vẽ thêm đó thì người nhật người ta không không cần không làm mà cái người ta tập trung đây nhất đó là cái lập trình massage của của cái ghế, tức là khi mà mọi người à, ngồi lên ghế thì ghế nó sẽ massage cho mọi người theo đúng nghĩa là một cái ghế massage và nó sẽ giúp cho mọi người giảm đau lưng một cách cực kỳ là hiệu quả à, và bằng chứng là những cái sản phẩm này à, thường thì nó sẽ có cái cái tuổi đời là ví dụ như cái thằng à, fuji này à, thì họ bắt đầu sản xuất ghế từ 1954 đến bây giờ đấy một cái hãng ghế hơn 70 năm rồi đấy, hơn 70 năm rồi nhưng người ta vẫn tồn tại và à, người ta vẫn phát triển đấy, rồi là dòng Inada từ 1962 đấy, còn ghế Panasonic này thì à, um, chuyển từ National sang Panasonic từ 2010 đấy thì À, những cái hãng ghế nó rất là lâu đời và à, nó được chứng minh um, qua nhiều năm rồi về kể cả chất lượng à, và lẫn tới cái, cái cái hiệu quả cái hiệu quả massage à, chắc chắn là nó phải à, hiệu quả nó phải tốt thì nó mới đứng vững được ở trên thị trường còn những sản phẩm à, không không tốt thì mọi người có thể thấy là à, chỉ một thời gian sau là nó sẽ biến mất nó cũng không còn xuất hiện trên thị trường nữa à, vì hiện nay cái, cái cái cạnh tranh của nó cũng rất là không liệt Đấy. Đấy, do vậy à, để giúp cho những cái anh em mà chưa mua cái hàng ghế massage nội địa nhật này bao giờ à, hiểu biết hơn à, về những cái hàng ghế massage nội địa nhật lướt thì hôm nay à, shop đã chia sẻ cho mọi người à, tất tật tật về những cái à, gọi là ghế massage lướt kể cả những cái ghế mà đời 2010 hoặc là 2008 chín đi chăng nữa mà nó là cái dạng hàng lướt dùng ít đấy thì khẳng định mọi người mọi người vẫn cứ dùng cực kỳ là bền và lùi đồng cối đá mọi người hãy tưởng tượng đến những cái ghế cái cái xe máy 8182 82 của bố mẹ mình dùng ông bà mình dùng từ đời ông bà dùng chán xong là để lại cho bố mẹ mình từ bố mẹ mình xong lại để lại cho mình đấy mọi người mới biết là từ đời nọ sang đời kia nó vẫn cứ hoạt động tốt và ổn định đấy, nên là mọi người mới thấy được rằng là cái cái chiều sâu cái sản phẩm của nhật ấy nó mang cái tính chiều sâu đấy, mang cái tính chiều sâu chứ nó không có cái uh, sự hào nhoáng nó không cần hào nhoáng đấy mọi người thấy uh, thiết kế không cần hào nhoáng không cần uh, nhạc nhẽo hay một cái gì cả à, nhưng những cái mà được gọi là vẻ đẹp từ chất lượng thì vẫn luôn hiện hữu ở trên những cái sản phẩm này Đấy, mọi người muốn cái đồng tiền mình bỏ ra vào một cái gì đó nó nó thực sự là hiệu quả thì chúng ta cần uh, chi tiêu một cách nó thông minh hơn sáng suốt hơn và xuống tiền với những cái sản phẩm nó thực sự nó nó chất lượng hơn À, ví dụ như những cái dòng à, của ghế à, nội địa Nhật Panasonic, Fuji, Yuki và Inada chẳng hạn đó mọi người hãy thử tưởng tượng xem những cái sản phẩm tốt đấy, thì không có cái sản phẩm gì nó là rẻ cả đấy, và những cái sản phẩm rẻ thì lấy tốt ở đâu ra đúng không ạ kể cả những cái cái điện thoại mọi người đang cầm à, những cái chiếc iPhone chẳng hạn những cái sản phẩm rất tốt rất chất lượng thì giá nó cũng không hề rẻ nhưng đổi lại chúng ta sở hữu được một cái sản phẩm nó chất lượng nó nó bền bỉ dùng được nhiều năm và chúng ta khi sử dụng ấy, chúng ta lại rất là trân trọng nó và dùng giữ gìn thì nó lại càng bền và cái số tiền khi mà mình bỏ ra có thể nhiều hơn những cái sản phẩm rẻ một chút nhưng mọi người khi mà À, tính ra chia ra so với so số năm sử dụng thì những cái sản phẩm uh, đắt thì nó lại thành rẻ mà những cái sản phẩm rẻ mua về một vài tháng hoặc một hai năm vứt đi thì nó lại thành đắt đúng không ạ Đấy, nên là mọi người hãy thông minh và sáng suốt lựa chọn cho mình một cái sản phẩm nó thực sự là nó đạt được cái yêu cầu và cái mong muốn của mọi người à, tránh cái việc mua ghế massage theo phong trào rồi tiền mất tật mang À, tiền mất tật mang rồi dùng à, một thời gian không hiệu quả à, lại chán lại vứt đi Đấy, vô cùng đáng tiếc Đấy, còn những cái sản phẩm nhật này à, à, mọi người khi mà mua hàng lướt này thì à, cái cái à, chi phí khấu hao nhiều nhất à, thì cái người mua đập hồ ấy người ta đã gánh rồi còn lại là à, cái giá trị của nó à, hiện tại mọi người bỏ tiền ra thì thì cái, cái số tiền mọi người bỏ ra thấp hơn Cái giá trị mọi người nhận được à, Nên là khi mà sở hữu sản phẩm này Mọi người luôn luôn được lợi à, Luôn luôn được lợi mọi người nhé Đấy Và đồng thời khi mà mua Thì sẽ được shop à, à, Tư vấn à, Bảo hành à, Rất là chu đáo cho mọi người Đấy Với à, gần 10 năm công tác à, Trong những bán hàng à, ghế massage nội địa nhật Thì shop sẽ đảm bảo cho mọi người Với những sản phẩm à, tốt và chất lượng Cùng với dịch vụ à, bán hàng chú đáo nhất cho mọi người Đấy. các bác anh chị em nếu có nhu cầu mà mua ghế massage nội địa nhật thì hãy truy cập website ghế nhật trần sơn com để tham khảo hoặc là gọi tới hotline 0964 480 666 để được tư vấn cái sản phẩm nó phù hợp nhất nhé cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh các bác các anh chị em vui lòng bấm chuông và bấm đăng ký kênh và bấm like để chia sẻ những cái video hữu ích này tới tất cả những cái mọi người xung quanh mình để giúp cho những cái bác bị những cái cơn đau lưng nó hành hạ chẳng hạn thì sở hữu được một cái sản phẩm nó nó thực sự là nó tốt và nó giúp cho người ta thoát khỏi những cái cơn đau Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại.